Nhân duyên vợ chồng qua kiếp luân hồi. Lời Phật dạy duyên nợ vợ chồng khiến ai cũng rơi nước mắt. Chào mừng quý khán thính giả đến với chuyên mục Văn hóa truyền thống trên kênh Vạn Điều Tinh Hoa. Quý vị thân mến, đã có bao giờ vợ chồng nhìn vào mắt nhau và tự hỏi rằng mình đến với nhau có phải do nhân duyên hay không? Thực tế, có nhiều cặp vợ chồng sống hạnh phúc với nhau đến cuối đời, nhưng lại có những cặp luôn xảy ra tranh cãi, xích mích và sớm gặp cảnh chia ly. Nhìn từ góc độ Phật giáo, đằng sau duyên nợ vợ chồng luôn là một điều bí ẩn liên quan đến kiếp này, kiếp kia. Vậy vợ chồng có những nhân duyên gì và có sự liên hệ với luân hồi hay không? Hãy cùng Vạn Điều Tinh Hoa tìm hiểu những bí ẩn thú vị về duyên nợ vợ chồng qua video ngày hôm nay, quý vị nhé. Trước tiên, chúng ta cùng tìm hiểu về mối liên hệ giữa kiếp luân hồi và duyên nợ vợ chồng. Theo quan niệm của Phật giáo, hai người có thể gặp và trở thành vợ chồng của nhau ở kiếp này là do duyên tiền định ở các kiếp trước trong vòng xoay luân hồi bất tận. Để có nhân duyên vợ chồng ở kiếp này phải được hình thành trên cơ sở nhiều liên kết nhân quả từ tiền kiếp. Vậy nếu có gì làm ảnh hưởng hay can thiệp vào mối quan hệ vợ chồng ở kiếp này cũng chỉ là những nguyên nhân sâu xa từ tiền kiếp. Phúc báo và nghiệp lực ở hiện tại phản ánh những gì chúng ta đã làm ở kiếp trước. Những cặp vợ chồng có tình cảm gia đình viên mãn, hạnh phúc, nguyên nhân một phần là do những phúc báo mà họ đã làm trong tiền kiếp. Duyên nợ vợ chồng chịu sự ảnh hưởng không nhỏ của kiếp luân hồi. Xét theo khía cạnh tình duyên, kiếp này hai người có thể nên duyên vợ chồng, tức là họ đã gieo thiện duyên với nhau ở tiền kiếp. Nếu kiếp trước, người này đã giúp người kia ân tình rất lớn, thì kiếp sau, người kia sẽ phải trả lại ân tình ngược lại cho họ. Đối với những cuộc hôn nhân không suôn sẻ mà thường xuyên cãi vã, xung đột với nhau, thì người chịu thiệt trong mối quan hệ đó thường là những người kiếp này phải trả nợ cho những gì sai trái mà họ đã làm với nửa kia ở kiếp trước. Chẳng hạn như ở kiếp trước, người chồng đã phản bội vợ và ngoại tình với người khác, dẫn đến hôn nhân tan vỡ, thì ở kiếp này, người chồng luôn phải nhẫn nhịn và thua thiệt trong các cuộc cãi vã, tranh cãi. Đây cũng chính là duyên nợ vợ chồng, nhưng theo hướng tiêu cực. Nghe đến đây, bạn thấy bạn và chồng bạn có kiểu duyên nợ nào không? Nếu có, hãy bình luận phía dưới số 1. Nếu không, hãy bình luận số 2 nhé. Duyên nợ vợ chồng, nếu nhìn từ góc độ Phật giáo. Nhìn từ góc độ thông thường, chẳng hạn với câu chuyện trên, thì nhiều người sẽ trách móc người chồng cũng chính là kẻ ngoại tình. Tuy nhiên, nhìn theo góc độ của Phật giáo, thì đó cũng là do nghiệp lực từ kiếp trước mà ra. Nếu yếu tố bên ngoài có thể tác động hoặc làm thay đổi mối quan hệ vợ chồng đang hiện hữu, thì chứng tỏ nghiệp lực của yếu tố đó đã đủ mạnh để mối quan hệ vợ chồng phải kết thúc. Theo góc nhìn của Phật giáo, vòng quay luân hồi và nhân quả sẽ liên tục quay mà không thể ngừng lại. Chính quyết định ngoại tình của người chồng sẽ còn tiếp tục tạo ra nhân quả cho kiếp sau. Do đó, con đường giải thoát chúng sinh khỏi luân hồi chỉ có thể là mỗi người hãy cố gắng tu tập để hướng bản thân đến việc buông bỏ. Luật nhân quả đã được hình thành rất lâu và chi phối vạn vật để duy trì sự cân bằng cho vũ trụ. Dù bạn có tin vào luật nhân quả hay không, thì bạn sẽ luôn chịu sự chi phối bởi nó thông qua các sự việc bất ngờ mà bạn không thể lường trước được. Bất kể một hành động nào bạn làm tại thời điểm hiện tại cũng sẽ gieo nên nhân quả và phải trả cái giá tương ứng trong tương lai hay những kiếp luân hồi tiếp theo. Nếu có thể hiểu được mọi việc xảy ra đều có lý do từ nhân quả ở tiền kiếp hay kiếp này, thì bạn sẽ học được cách thôi trách móc cuộc đời và sống tốt hơn.
liên hệ với vấn đề duyên nợ vợ chồng cũng tương tự như vậy. Không ai có thể biết được kiếp trước họ là người như thế nào. Hai người gặp nhau ở kiếp này có thể là kết quả của duyên nợ, ân nghĩa hay nghiệp duyên từ những kiếp trước. Việc bạn có thể làm là lựa chọn cách đối mặt với số phận, và nó cũng sẽ là kết quả mà bạn nhận được trong tương lai. Duyên nợ vợ chồng đều là do nhân quả luân hồi mà thành. Dù là thiện duyên hay ác duyên, thì nếu biết cách dung hòa và yêu thương nhau thì sẽ có kết cục tốt đẹp. Đó cũng chính là thông điệp mà Vạn Điều Tinh Hoa muốn chia sẻ đến quý khán thính giả. Bên cạnh đó, có bao giờ bạn cảm thấy vừa gặp ai đó nhưng lại thân quen như đã biết từ lâu? Cũng có người vừa gặp đã thấy không ưa như từng gieo oán thù từ trước. Con người lướt qua cuộc đời ta rất nhanh. Có người ở bên cạnh ta một đoạn đường đời. Có người trở thành bạn. Có người trở thành đối địch. Kỳ thực không phải mỗi vợ chồng mới có nhân duyên, mà hết thảy đều do nhân duyên tiền kiếp mà thành. Duyên nợ vợ chồng qua góc nhìn khoa học. Những năm gần đây, liệu pháp thôi miên hồi tưởng tiền kiếp đang được lưu truyền trên thế giới. Liệu pháp này dựa trên cơ sở rằng một số bệnh tâm lý và những cơn đau trường kỳ trong kiếp này thường có căn nguyên từ các kiếp trước. Liệu pháp hồi tưởng tiền kiếp đưa người bệnh vào trạng thái bị thôi miên nhập định, sau đó tái hiện lại trải nghiệm của cơn đau ở kiếp trước, đồng thời giải thích nhân quả đã trải qua. Thế là căn bệnh ở kiếp này tự khỏi một cách thần kỳ. Những người đã thể nghiệm trạng thái thôi miên nhớ lại kiếp trước một cách rất sống động. Các chi tiết ăn khớp và nối liền nhau, tuyệt đối không phải sản phẩm của trí tưởng tượng. Bác sĩ Ryan Airways, trưởng khoa tâm thần học tại Trung tâm Y tế Missino ở thành phố Miami, bang Florida, Mỹ, là một chuyên gia về điều trị hồi tưởng tiền kiếp. Trong lúc giúp đỡ người bệnh, ông đã phát hiện ra nhiều trường hợp có mối nhân duyên từ kiếp trước và vẫn tiếp tục đến kiếp này. Trong cuốn sách Only Love Is Real, bác sĩ West kể lại một trường hợp đặc biệt về cặp đôi Elizabeth và Pedro. Tên nhân vật đã được thay đổi để đảm bảo tính riêng tư. Elizabeth là một phụ nữ xinh đẹp và thành đạt. Cô sở hữu một công ty kế toán tại thành phố Miami, bang Florida, Mỹ. Vì quá lo lắng, đau buồn trước sự ra đi của người mẹ, rồi cả những vấn đề trục trặc trong chuyện tình cảm gia đình, cô đã tìm đến bác sĩ West để điều trị tâm lý. Thông qua thôi miên hồi khứ, bác sĩ West và Elizabeth đã có những chuyến du hành về khoảng thời gian xa xưa, từ những đoạn quá khứ trong đời này đến các đời trước của cô. Và họ đã phát hiện những điều đáng kinh ngạc, như người mẹ của cô trong kiếp này lại chính là con gái cô trong một kiếp trước. Cô từng là một bé trai chết đuối trên tàu ngoài khơi, từng là một bé gái nghèo sơ sát ở Ấn Độ, ra đi khi mới 16 tuổi vì bệnh phổi. Cùng lúc điều trị cho Elizabeth, bác sĩ West cũng điều trị cho Pedro, một người đàn ông điển trai ở tận Mexico. Anh cũng có những nỗi buồn sâu thẳm, không biết chia sẻ cùng ai. Từ việc anh trai qua đời vì tai nạn, mối quan hệ mẹ con không suôn sẻ, đến những bí mật ám ảnh trong quá khứ. Tương tự Elizabeth, Pedro cũng nhớ lại nhiều ký ức thăng trầm trong đời này và những đời trước. Có kiếp, anh là dân du mục Mông Cổ, cả làng bị tàn sát tang thương. Có kiếp là lính Anh chết dưới ngọn giáo của người Tây Ban Nha. Mặc dù Elizabeth và Pedro ở hai đất nước khác nhau, cũng chưa quen biết nhau, nhưng rồi tình cờ họ đều nhớ ra một kiếp từng sống ở Jerusalem 2.000 năm trước. Khi đó họ là cha con. Người cha là Eli, làm thợ gốm trong một ngôi làng nhỏ. Bé gái là Miriam. Cô bé sống rất hạnh phúc, cho đến một ngày những tên lính La Mã hay tra tấn người Cơ Đốc giáo xuất hiện. Chúng hành hạ cha cô thảm khốc bằng trò kéo lê ông trên con đường đầy bụi đất, khiến thân thể ông tả tơi, đầu bê bết máu. Ông đau đớn ra đi trong vòng tay đứa con gái bé bỏng, để lại cho cô nỗi nhớ thương vô hạn. Nó ảnh hưởng đến cô sâu sắc, đến nỗi cô cũng sớm qua đời sau đó. Bác sĩ West cho biết hai người họ có thể cũng là người thân, vợ chồng
trong nhiều kiếp khác, nhưng do lúc thôi miên chưa quen nhau nên không thể nhớ ra người kia. Cả hai cùng điều trị trong một khoảng thời gian, nhưng vì nguyên tắc công việc, ông Wade không thể nói cho họ về ký ức của người kia. Hai người chỉ gặp thoáng qua nhau vài lần trong văn phòng của bác sĩ Wade. Tuy nhiên, sau khi quá trình trị liệu của hai người kết thúc, bàn tay vận mệnh lại một lần nữa an bài điều kỳ diệu. Hai người tình cờ đi chung một chuyến bay, gặp và yêu nhau. Sau đó họ sống hạnh phúc cùng nhau ở Mexico và thỉnh thoảng vẫn liên hệ với bác sĩ Wade để cảm tạ ân nghĩa của ông. Nhiều người có thể cho rằng mình và bạn đời gặp nhau là hoàn toàn ngẫu nhiên. Nhưng như trong câu chuyện trên, hai người nam nữ cũng ngẫu nhiên kết thân, nhưng dường như là sự tiếp tục mối duyên từ những đời trước. Khi các nhà nghiên cứu tổng hợp lại lượng lớn những trường hợp hồi tưởng lại tiền kiếp, có một hiện tượng rất thường gặp là nhiều cặp vợ chồng trong kiếp này đã từng trải qua những câu chuyện tình cảm đủ kiểu trong nhiều kiếp trước. Bất kể trạng thái tình cảm của họ trong kiếp này là gì, hạnh phúc hay khổ đau, bi thương hay nhớ nhung sâu sắc, thì đều là để cả hai trả dứt khoản nợ trong kiếp trước. Bởi vì không phải tất cả các cuộc hôn nhân đều hài hòa, yên ấm. Cuối cùng, để họ có thể yêu thương nhau một cách vô tư, vị tha. Có lẽ đây mới chính là mục đích mà tạo hóa an bài hôn nhân cho hai người. Tiến sĩ Gina Shiminara từng xuất bản quyển sách Sinh mệnh nhiều kiếp vào năm 1950, trong đó ghi chép một câu chuyện như sau. Một cô gái xinh đẹp kết hôn cùng chồng năm 23 tuổi. Trải qua 18 năm, dung mạo của cô vẫn đẹp, say đắm lòng người. Chồng cô là một thương nhân cực kỳ thành công. Nhưng 18 năm sau khi kết hôn, anh vẫn hoàn toàn không có năng lực trong sinh hoạt vợ chồng. Trong xã hội hiện đại, những điều như thế có thể trở thành lý do để ly hôn. Nhưng cô gái này không đành lòng làm vậy. Cô vẫn yêu chồng và không nhẫn tâm làm tổn thương anh. Trong những năm đầu của cuộc hôn nhân, cô khó lòng chịu đựng sự dày vò của dục vọng và cũng từng ngoại tình. Nhưng dần dần, thông qua tôn giáo, cô học được thiền định và khắc phục được dục vọng này. Năm tháng trôi qua như dòng chảy tĩnh lặng cho đến một ngày, một người từng theo đuổi cô lại tình cờ đến bên cuộc sống của cô. Người thanh niên này lúc còn trẻ đã yêu mến cô, nhưng khi gia đình anh có điều kiện kinh tế thì cô đã lấy chồng. Hai người gặp nhau, có lúc tưởng chừng không thể tự chủ, nhưng cô gái vẫn quyết tâm chấm dứt mối quan hệ đó. Cô không đành lòng rời xa chồng mình, bởi anh là một người tốt. Cô cũng không nhẫn tâm làm tổn thương mẹ anh, cô không muốn làm hại bất kỳ ai. Thông qua những hồi tưởng về kiếp trước, cô biết được thì ra hai vợ chồng, hai đời trước tại Pháp cũng là một đôi vợ chồng. Lúc ấy chồng cô gia nhập thập tự quân đi đồng chinh. Nhưng trước khi đi, vì để bảo đảm người vợ không chung sống với người nào khác, anh đã bức ép cô đeo đài trình tiết. Điều này khiến người vợ sau đó luôn căm hận. Cô quyết tâm sau này nhất định sẽ trả thù chồng. Do đó, hai người kiếp này lại gặp nhau và trở thành vợ chồng. Người chồng bị mất năng lực, hiển nhiên là do gieo gió gặt bão. Nhưng vì sao người vợ cũng lại gặp phải chuyện phiền phức này? Vì người vợ ở kiếp trước đối với chồng đã gieo đầy thù hận và tâm ý muốn trả thù. Kiếp này, cô có dung mạo xinh đẹp như hoa, khiến người chồng cảm thấy đố kỵ, hổ thẹn. Cô có thể ly hôn để đạt mục đích báo thù, nhưng cô đã lựa chọn đề cao tâm tính bản thân, không đành lòng làm tổn thương ai khác. Cũng vì sự chung thủy với hôn nhân, cô đã hy sinh dục vọng, sắc đẹp và cả tuổi thanh xuân. Và sau cùng, cô đã thiện giải được mối duyên nợ của mình. Tiểu thuyết Tỉnh Thế Nhân Duyên Truyện được cho là của tác giả Bồ Tùng Linh, viết vào cuối nhà Minh, đầu nhà Thanh. Trong sách miêu tả một câu chuyện đặc biệt về nhân duyên oan oan tương báo hai đời. Nhân vật chính Tiền Nguyên từng giết hại một con hồ ly đắc linh khí, lại nạp kỹ nữ Trân Ca làm thiếp. Sau đó, Tiền Nguyên đã mặc người thiếp ngược đãi vợ mình là kế thị, đến mức người vợ không chịu nổi mà treo cổ tự vẫn. Sau này, vì nhân duyên, Tiền Nguyên đầu thai thành địch Hy Trần. Hồ ly đắc linh khí đầu thai làm vợ anh,
là Tiết Tố Thư. Kế thị chuyển sinh làm thiếp của Địch Hy Trần là Ký Thư. Trần Ca thác sinh làm tỳ nữ Trân Châu của thiếp anh ta. Nhân quả báo ứng, Trân Châu cuối cùng bị Ký Thư bức chết. Địch Hy Trần thì bị Tố Thư, Ký Thư lăng nhục. Còn sự tàn ác của Tố Thư rất khác thường. Cô đã dùng rất nhiều thủ đoạn tồi tệ để hành hạ Địch Hy Trần, như giam cầm, châm kim, đánh đập, dùng lửa đốt. Xem hết câu chuyện Tỉnh Thế Nhân Duyên Truyện, liền có thể hiểu rõ. Gieo thiện nhân được thiện quả, gieo ác nhân nhận ác báo. Quy luật nhân quả không sai chút nào. Cái gọi là tù 10 năm được ngồi cùng thuyền, tù 100 năm cùng chung chăn gối. Trên bề mặt Phật gia nói là từ góc độ luyến tiếc nhân duyên, khuyên người đời nên trân trọng mối duyên phận gặp gỡ khó đắc giữa người với người. Nhưng hàm ý thực sự chính là thức tỉnh con người. Hết thảy trong thế gian đều là nhân duyên tương hợp mà thành. Bất kể duyên phận của chúng ta được hình thành như thế nào, duyên của kiếp này là tốt hay không, đều nên trân trọng mối duyên phận hiện tại mà thiện giải ác duyên, kết thiện duyên, đồng thời cũng kết liễu mọi loại ân oán. Trong cuộc sống khổ nạn và hạnh phúc giao thoa, nếu chúng ta thường xuyên xét lại mình, đứng ở một vị trí hay góc độ khác mà nhìn nhận vấn đề, có lẽ sẽ có cảm nhận khác. Ví như câu chuyện trong cuốn Sinh Mệnh Nhiều Kiếp, người vợ xinh đẹp đã lựa chọn nâng cao tâm tính, chứ không phải dùng cách báo thù để đối diện mối nhân duyên không vẹn toàn, nên đã kết thúc được ân oán đời trước và sự bất hạnh của mối nhân duyên. Duyên nợ nhân sinh là oan oan tương báo, dĩ hận miên miên, khiến cho kiếp người đầy rẫy những đau thương. Nếu mỗi người có thể dùng yêu thương, bao dung và nhẫn nại để hóa giải ác duyên, thì có thể bước đi bao tiếc núi trong cuộc đời. Có câu chuyện kể rằng, Trinh Huệ năm nay đã ngoài 50 tuổi và là một phụ nữ mạnh mẽ. Từ khi sự nghiệp của chồng tiêu tan, cô phải một mình đứng lên vượt qua gian khó, thay chồng chèo lái gia đình. Sau 10 năm, cô không chỉ giúp chồng trả hết nợ nần, mà kinh tế gia đình cũng không ngừng khởi sắc. Nhưng đáp lại ân tình ấy, chồng cô luôn oán trách vợ không chăm lo chồng con chu đáo. Những lời chỉ trích của chồng khiến Trinh Huệ ngày càng tự ti. Cô tự trách bản thân đã không làm tròn bổn phận của người phụ nữ trong gia đình. Cho đến gần đây, khi cô dùng số tiền mà bản thân đã nỗ lực kiếm được để mua một căn nhà mới, thì chồng cô bất ngờ nổi trận lôi đình. Xung đột giữa hai người căng thẳng đến mức không thể nào hóa giải. Nỗi uất ức trong lòng khiến Trinh Huệ rơi vào trạng thái trầm cảm, tinh thần hoảng hốt, đầu óc mơ màng, thần trí không thanh tỉnh, lúc nào trong tâm cũng nổi lên ý nghĩ tự sát quyên sinh. Trong nỗi hoảng loạn giữa yêu và hận, cuối cùng cô cũng quyết định đến gặp tôi để tìm hiểu căn nguyên nhân quả của mình. Trong thôi miên, Trinh Huệ nhìn thấy hình ảnh chiếc xe đang chở một người phụ nữ. Phía trước là con lừa đang kéo xe tiến thẳng về phía ngoại thành. Khi đến một nơi vắng vẻ, người đánh xe liền dắt lừa bỏ đi. Rồi một cụ già xuất hiện và bắt đầu đào đất. Mãi cho tới lúc này, cô mới nhận ra mình đã chết. Thì ra, người phụ nữ ngồi trên xe kia chỉ là linh hồn đang bay phấp phới, còn thân xác của cô thì lại nằm trong chiếc quan tài. Đó không phải là một chiếc quan tài đúng nghĩa, mà thực ra chỉ là vài mảnh gỗ ghép lại một cách qua quýt. Đám tang được tiến hành sơ sài, tạm bợ, không một tiếng kèn, không một tiếng trống, cũng không có nghi lễ và đoàn người tiễn đưa, ngoài một cụ bà và một ông lão khác. Tình cảnh bi thương này thật khiến cho lòng người ai oán. Vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Và vì sao người phụ nữ ấy lại phải qua đời trong tình cảnh thê lương như thế? Để hiểu rõ uẩn khúc trong câu chuyện này, tôi đã đưa cô trở về những kiếp sống trước đây. Trong một kiếp rất xa xưa, cô thấy mình là một công tử anh tuấn, từng kết giao huynh đệ với một nam nhân bị gù lưng, cũng chính là chồng của cô trong kiếp sống hiện tại. Vì là chỗ bạn bè thân thiết, nên chàng công tử vẫn thường qua lại đàm đạo với người đàn ông này. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như chàng công tử hào hoa
không nảy sinh tình cảm với nàng thiếp trẻ trung, xinh đẹp của người huynh kết nghĩa, khiến nàng ta xiêu lòng. Sau đó cả hai đã ra tay mưu hại người đàn ông gù lưng tội nghiệp. Đây cũng chính là khởi đầu cho mối lương duyên cừu hận sau này. Vào một kiếp khác, Trinh Huệ là đại phu gia giàu có, còn chồng cô là đầy tớ của vị phú gia này. Người đầy tớ tận tụy và luôn phục vụ cô hết mình. Có một lần cô bị thương ở chân đến mức không thể đi lại, người đầy tớ đã tròng trả cõng cô trên lưng, chăm sóc và bảo vệ cô từng ly từng tí, khiến cô vô cùng cảm động. Quả thật, ân nghĩa của chồng cô trong kiếp sống đó rất sâu nặng, trong khi cô lại nợ ông ấy quá nhiều. Vậy nên, đến một kiếp sau đó, những đau khổ cô phải gánh chịu cũng là để trả nợ mối duyên nghiệp này. Vào kiếp sống ấy, cô là tiểu thư lá ngọc cành vàng của một đại gia giàu có. Vì tiểu thư này tính tình bướng bỉnh, ngang ngược, hỏng hách, nhưng lại phải kết duyên làm vợ một gia nhân trong nhà, cũng chính là chồng cô hiện nay. Trước khi kết hôn, chồng cô đã có tình cảm với một nữ đầy tớ khác. Hơn nữa, ông thường xuyên phải chịu đựng những lời mắng nhiếc vô tình của cô. Đối diện với cuộc hôn nhân không có tình yêu này, ông cùng với người hầu nữ ấy đã ra tay hãm hại rồi chiếm đoạt hết gia tài, khiến cô phải quằn quại đớn đau vì bệnh tật, thân cô thế cô, cuối cùng nhắm mắt xuôi tay trong nỗi uất hận nghẹn ngào. Trong giây phút lìa đời, linh hồn cô vẫn còn vấn vương trên giường bệnh. Cơ thể cô chỉ là cái xác thân lạnh ngắt, nhưng linh hồn cô lại có thể nhìn thấu tất cả. Cô nhìn thấy rõ người chồng bội bạc cùng với hầu nữ kia đang vui mừng đắc ý, thấy khuôn mặt hoan hỷ của họ, rồi lại nghe được tiếng khóc lóc tang thương của hai người hầu gái khác. Và buồn bã nhìn khung cảnh tiêu điều trong giây phút cô từ giã cõi đời. Đó cũng là lý do vì sao chiếc xe chở cổ quan tài ấy lại tạm bợ, sơ sài và hiu quạnh đến thế. Âu cũng là một kiếp người, một kiếp nhân sinh. Nói rộng ra thì là một vở kịch ân oán để trả nợ giữa hai người. Trải qua đời đời kiếp kiếp, đánh đổi bằng biết bao nước mắt, biết bao đau thương, vậy mà nút thắt nhân duyên giữa hai người vẫn chưa thể kết lại. Trinh Huệ còn nhìn thấy một kiếp sống khác, có lẽ là một kiếp gần đây, hoặc cũng có thể là kiếp trước của đời này. Khi ấy, cô là một binh sĩ phục vụ cho chủ nhân, cũng chính là người chồng hiện tại của cô. Cô phải vâng lệnh như một kẻ tôi đòi, phải làm rất nhiều việc khác nhau, thậm chí là đánh giày cho chủ nhân, vậy mà vẫn luôn bị đánh chửi không thương tiếc. Có một lần, không thể nhẫn nại, cô đã bắn súng vào chủ nhân rồi sau đó tự sát. Hai người ngã xuống vũng máu đang chảy ra lênh láng. Sau đó các binh sĩ bên ngoài nghe thấy tiếng súng vội chạy vào xem xét. Rồi thi thể cô cũng bị họ ném xuống trôi sông. Trong câu chuyện của Trinh Huệ có một chi tiết đáng lưu ý là mặc dù người đã chết nhưng ý thức của họ vẫn có thể nhìn thấy, nghe thấy mọi sự trên đời, rồi ghi nhớ vào trong ký ức của mình, mãi mãi mang theo đến những kiếp sau này. Cổ nhân có câu nói rằng, nhân gian thì thầm, trời nghe như sấm dậy, phòng tối tâm đen, thần nhìn như đèn sáng. Mọi việc dù xấu hay tốt, dù lén lút hay đường hoàng, thì đều không thể qua mắt được thần, Phật, quỷ ma. Cho dù làm việc xấu đã trót lọt êm xuôi, thì rất có thể đến ngàn vạn kiếp sau này, mọi việc cuối cùng cũng sẽ được mang ra ánh sáng. Hai vợ chồng Trinh Huệ đã kéo dài mối ân oán này đời đời kiếp kiếp rồi. Vậy có nên tiếp tục nữa hay không? Đời người cũng như một vở kịch trong thế sự luân hồi. Ba chìm bảy nổi mà chẳng biết đến ngày nào mới có thể kết giải tất cả. Người vì mình mà yêu, mà hận. Mình lại vì người mà hận, mà yêu. Mãi cứ như vậy, cuối cùng vẫn chỉ là ngập lặng trong nhân tình thế thái. Tình yêu của thế nhân chính là thứ khiến cho con người dễ xa lầy nhất, cũng là thứ dễ tạo chướng nghiệp nhất. Vốn dĩ vợ chồng hai người họ luôn không ngừng yêu và hận. Sau hôm đó, tôi nói với Trinh Huệ rằng điều quan trọng nhất trong đời chính là làm sao
để thiện giải mối ân oán giữa cô và chồng. Bản thân Trình Huệ cũng hạ quyết tâm giải thoát mối lương duyên cựu hận ấy, mong sao có được một cái kết viên mãn. Cho nên, dù có hàng ngàn, hàng vạn lý do, cũng nên dùng yêu thương và nhẫn nại để đối đãi với chồng mình trong suốt quãng đời còn lại. Dẫu sao, điều ấy cũng đòi hỏi một nỗ lực phi thường mới có thể thực hiện được. Sau đó Trình Huệ còn muốn tìm hiểu xem giữa cô và mẹ chồng có mối nhân duyên gì. Cô kể, lần đầu ra mắt, bà đã nhìn cô với ánh mắt không hề thiện cảm, không chỉ tỏ vẻ bất mãn mà còn coi thường cả gia đình cô. Ấn tượng này cứ ám ảnh Trình Huệ cho tới ngày hôm nay, mãi mãi khiến cô không thể nào quên đi được. Trong thôi miên, cô nhìn thấy vào một kiếp nào đó, cô từng là con trai của bà, nhưng không nhận được chút tình yêu thương nào. Người phụ nữ lạnh lùng ấy từng lấy chổi lông gà đánh cậu bé, khiến cậu bé phải quỳ dưới đất chịu trận mà không dám đứng lên. Sau này, bà cũng bỏ rơi cậu để đi theo tiếng gọi ái tình với một người đàn ông khác. Còn cậu bé thì được một cặp vợ chồng tốt bụng mang về nuôi nấng. Cặp vợ chồng này chính là bố mẹ ruột của cô ở kiếp này. Trong một kiếp khác, cô nhìn thấy mình là người hầu gái, bị chủ nhân đánh đập vô cùng tàn nhẫn. Sau đó vì không thể nhẫn chịu được nữa, cô đã trả thù, dùng độc dược mưu sát chủ nhân. Người chủ nhân đó cũng chính là mẹ chồng cô hiện nay. Đối với ân oán mẹ chồng nàng dâu sâu nặng như thế này, nếu như không tìm lại tiền kiếp để lý giải, thì thật khó có thể dung nhẫn được. Vậy làm sao có thể giải thoát được mối hận thâm thù để tiến về một cuộc sống an lành, vui vẻ? Làm thế nào để hóa giải ác duyên cũng như nghiệp lực mà mình tạo ra? Đây chính là mối lo hàng đầu trong kiếp nhân sinh này. Có thể nói, bất cứ duyên phận gì, là thiện duyên hay ác duyên, tất cả đều chính là do con người tự mình tạo ra. Chúng ta không thể trách cứ ông trời hậu đãi hay tàn nhẫn với một ai đó. Khi chồng bạc đãi với mình, tốt nhất là không nên oán giận hay đổ lỗi cho người, khiến ác duyên càng kết thêm sâu nặng. Nó sẽ khiến cho bạn vạn kiếp không thể nào giải thoát. Để giải quyết vấn đề này, thì ngoài việc thiện giải ác duyên sẽ không còn cách nào khác. Hơn nữa khi làm được như vậy, cuộc sống của những tháng ngày sau này cũng như trong chuyển kiếp luân hồi cũng sẽ không gặp phải khổ đau nữa. Nếu bạn không nhận được tình yêu của người khác thì cũng không nên vì đó mà oán hận người. Chúng ta đã nhìn thấy ái tình trong những câu chuyện trên. Vì yêu mà hận, rồi từ hận mà yêu, loanh quanh lẫn quẩn trong luân hồi mãi tuần hoàn không dứt. Quy luật của vũ trụ, của đại đạo là bất kể vì lý do gì, bất kể giữa hai người phát sinh cừu hận gì với nhau, tất cả đều cần dùng tình thương yêu và sự nhẫn nại để hóa giải. Vạn điều tinh hoa thấy rằng duyên nợ vợ chồng kiếp này có được nhờ mối quan hệ nhân quả từ các đời trước mang đến cho đời này. Trong đạo Phật thì các kiếp trước và kiếp này là một chuỗi thời gian có liên hệ đến nhau. Đó là sự hoán đổi liên tục từ cảnh giới này sang cảnh giới khác, đi kèm với đức và nghiệp của mỗi người. Điều này được giải thích từ việc con người ta sinh ra, ai cũng mang theo một lượng đức và nghiệp nhất định. Lượng đức và nghiệp này được tích lại do những hành động của mỗi người trong các đời trước. Nếu lượng đức của bạn lớn và lượng nghiệp của bạn ít, thì đời này bạn có thể có một cuộc sống tương đối hạnh phúc và ngược lại. Nếu đức của bạn ít và lượng nghiệp của bạn nhiều thì bạn sẽ gặp khó khăn. Khó khăn đến từ công việc, từ sức khỏe hay từ mối quan hệ tình cảm vợ chồng, con cái và các mối quan hệ xã hội khác. Nói đến duyên phận vợ chồng, Phật có nói: kiếp trước 500 lần ngoái đầu nhìn lại, kiếp này mới có một lần gặp thoáng qua. Tương tự như thế, con cái đến với cha mẹ cũng là duyên nợ. Có thể người vợ ở kiếp này là người bạn chôn kiếp trước tới trả nợ cho bạn. Đứa con trai ở kiếp này là chủ nợ của bạn ở kiếp trước để đòi món nợ chưa trả. Đứa con gái ở kiếp này có lẽ là người tình ở kiếp trước
tới vì tình cảm chưa dứt. Người tình kiếp này là vợ chồng của kiếp trước, tới nối tiếp phần duyên phận chưa dứt. Hồng nhan tri kỷ của kiếp này là anh em của kiếp trước, tới chia sẻ những tâm sự chưa nói hết. Người giàu có kiếp này là người giàu lòng thiện lương ở kiếp trước, tới nhận phần công đức đã phát ra từ kiếp trước. Đây không phải là mê tín mà là nhân quả luân hồi, là số kiếp. Phật thường nói rằng, nếu không nợ nhau thì làm sao gặp gỡ? Con cái đến với cha mẹ ở kiếp này là có 4 loại nghiệp duyên. 1 là để báo ơn, 2 là để đòi nợ, 3 là để trả nợ, 4 là để báo oán. Ân oán nghiệp lực còn phụ thuộc vào cả kiếp trước và cả những việc làm của cha mẹ kiếp này. Có nhiều gia đình, bố mẹ ngay thẳng, thật thà nhưng lại sinh con cái nghịch ngợm, rạch rời rơi xuống. Hay những gia đình bố mẹ giàu có lại sinh ra những đứa con phá gia chi tử, ăn chơi đàng điếm, có khi còn vướng vòng lao lý. Tất cả đều có thể lý giải ở 2 chữ nhân quả. Tiền buôn bán kiếm được có thể là tiền bất chính, nên bằng cách này hay cách khác cũng sẽ đội nón ra đi. Của thiên lại trả địa. Con cái chỉ là những người dùng duyên nghiệp đó mà trả nghiệp cho bố mẹ thôi. Theo quan niệm của Đạo Phật, con cái chính là duyên, là cộng nghiệp của gia đình. Nếu con cái là cộng nghiệp tích cực, thì trai gái gì cũng tốt đẹp. Ngược lại, nếu con cái là cộng nghiệp tiêu cực, thì dù có cả 2 con trai cũng tanh bành, tai họa. Chỉ cần quan sát xung quanh khu phố hay xóm làng sẽ thấy rõ điều ấy. Quan niệm về vấn đề sinh con trai, con gái trong xã hội ta hiện nay tuy đã có nhiều cởi mở, thông thoáng, đa chiều, nhưng vẫn còn không ít người, gia đình thích sinh được con trai. Từ xa xưa, người Việt bị ảnh hưởng nặng nề tín niệm sinh con trai để nối dõi tông đường, thờ cúng tổ tiên, làm trụ cột gia đình, nuôi dưỡng cha mẹ. Người xưa do sống trong xã hội nông nghiệp, chịu ảnh hưởng tư tưởng phong kiến, trọng nam khinh nữ, đã đề cao vai trò của nam giới, khinh thường phụ nữ. Khi đã xác định con cái là duyên, là cộng nghiệp, các bậc cha mẹ Phật tử luôn tùy thuận. Con gái hay trai đều quý hóa, tùy duyên. Vấn đề quan trọng sau khi sinh con là chăm lo nuôi nấng, giáo dục, chỉ bài tu dưỡng để kiến tạo cộng nghiệp tích cực, thiện lành. Nếu chuyển hóa được những cộng nghiệp xấu và xây dựng được cộng nghiệp thiện lành, thì gia đình ấy chắc chắn được hạnh phúc, an vui, dù sinh con trai hay con gái. Quý vị thân mến, qua video ngày hôm nay, mong rằng quý khán thính giả có góc nhìn rộng hơn, để từ đó hiểu được duyên nghiệp của gia đình mình mà yêu thương, thấu hiểu nhau nhiều hơn. Nếu có vì duyên nợ mà đến thì cũng sẽ vui vẻ chấp nhận, để từ đó thay đổi tâm tính của mình, chuyển hóa nghiệp lực bằng cách tránh xa điều ác, tích cực làm nhiều điều thiện lành để có cuộc sống vui vẻ, bình yên, hạnh phúc hơn. Cuối cùng, xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe video trên kênh Vạn Điều Tinh Hoa. Nếu thấy hay, mời quý vị ủng hộ bằng cách bấm like và đăng ký kênh để đội ngũ chúng tôi có động lực tạo ra nhiều video giá trị khác đến quý vị. Chúc quý vị có một ngày bình an và hạnh phúc. Phật dạy 10 hành vi âm thầm tiêu hao âm đức mỗi ngày khiến phước lộc tiêu tán, về già rất khổ. Tiếc là ai cũng phạm phải ít nhất 3 điều. Chào mừng quý khán thính giả đến với chuyên mục Lời Phật dạy trên kênh Vạn Điều Tinh Hoa. Quý vị thân mến, người xưa dạy rằng đức là ngọn nguồn của hết thảy phúc báo. Có đức mặc sức mà ăn. Âm đức không tự nhiên mà có, cần trải qua quá trình tích lũy và bồi đắp. Tiếc rằng không ít người vẫn ngày ngày phạm phải những hành vi tiêu hao âm đức mỗi ngày như đây, khiến vận mệnh sa sút, hao tiền, tốn tài và làm hại chính mình mà không hề hay biết. Âm đức là tinh hoa của văn hóa truyền thống, là thể hiện tâm tính Phật hướng thiện,
kính sợ thần linh, tin vào thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Sống trên đời này, nên làm điều thiện, tích đức. Điều này không chỉ tạo phúc cho gia đình, cho bản thân, mà còn tích đức cho con cháu đời sau. Muốn tích âm đức thì phải có lòng nhân ái và làm nhiều việc thiện. Thiện ác đều nằm trong ý nghĩ. Người làm điều thiện lâu ngày mà phạm một sai lầm nhỏ thì vẫn mang tiếng xấu suốt đời. Vì vậy muốn tích âm đức thì nên một đời hành thiện, không bao giờ được làm điều ác. Đồng thời cũng cần phải nhớ, tích âm đức là hành thiện một cách âm thầm, lặng lẽ, không khoe khoang bản thân. Ngoài mặt không tỏ ra vui vẻ phấn khích, nên nói ít, làm nhiều. Tích âm đức không khó, nhưng cũng không đơn giản. Người xưa dạy rằng, lập công danh chẳng bằng tích âm đức. Tức dựng lập tiếng thơm, theo đuổi địa vị cao sang, chẳng bằng bồi đắp âm đức cho bản thân. Bởi đức là ngọn nguồn của hết thảy phúc báo. Âm đức vốn không tự nhiên mà có, nó cần phải trải qua quá trình tích lũy và bồi dưỡng. Thế nên bên cạnh việc tìm cách tích đức, điều quan trọng không kém là tránh xa những việc làm khiến phúc đức con người hao tổn. Theo Phật giáo, 10 việc làm dưới đây được coi là hành vi tiêu hao âm đức mỗi ngày, khiến phúc đức dần rời xa bạn. Một khi phước báo cạn kiệt, cuộc đời sẽ ngập đầy tai họa, sa sút, làm việc cũng khó thành, tài lộc, sức khỏe tổn hao nghiêm trọng. 1. Thường xuyên nóng giận. Sự nóng giận của con người càng nhiều, thì phước báo càng nhanh mất đi. Giáo lý nhà Phật có câu, nhất niệm sân tâm khởi, hỏa thiêu công đức lâm. Nghĩa là, một niệm sân tâm sinh ra, đốt trụi cả rừng công đức. Ở đây, sân là cơn giận, lòng giận dữ, nóng nảy, thù hận khi không vừa lòng, không được thỏa thích như ý muốn, bất bình vì bị xúc phạm, nhân đó làm những chuyện sai trái. Đây cũng là một trong tam độc, tham, sân, si, khiến chúng sinh tạo nghiệp bất thiện để rồi trôi nổi mãi trong luân hồi sanh tử. Phật dạy rằng, nóng giận là hành vi tổn hao âm đức rất nặng. Một khi tâm sân hận, tức giận nổi lên mà ta không thể tự kiềm chế, không tự khắc phục, thì dù đời trước, đời này đã tích lũy bao nhiêu công đức, làm bao nhiêu việc thiện, chăm chỉ tụng kinh bái Phật đa sao, cũng thành vô ích. Khi đó, trăm ngàn chuyện khó khăn, đau khổ, chướng ngại sẽ tiếp nối ngay theo sau. Theo Đạo Phật, sự nóng giận là một loại cảm xúc tiêu cực và nó thường dẫn đến nhiều vấn đề rắc rối cho bản thân và cho những người có liên quan. Nóng giận chẳng những không giải quyết được vấn đề mà còn thường ảnh hưởng không tốt đến các mối quan hệ xã hội, khiến cho những người vốn dĩ thân quen trở thành kẻ thù của nhau, thậm chí là trở thành những người không đội trời chung. Giận chẳng những làm cho chúng ta đau khổ trong đời này, mà còn trong đời sau nữa. Nó che lấp tâm trí chúng ta, cho nên chúng ta không thể nào thấy được sự thật của mọi sự vật hiện lên một cách đúng đắn. Không thể nào đạt được giải thoát, không thể nào đạt được niềm hạnh phúc đích thực. Mỗi khi người ta nổi giận, thì thường không thể kiểm soát được những ý nghĩ, hành động và lời nói của mình. Vì thế mà trong lúc tức giận, người ta thường có những hành động bộc phát, những lời nói khiếm nhã, gây ra nhiều tai hại, để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng. Đôi khi những hậu quả gây ra trong lúc tức giận ấy làm cho người ta phải ân hận, đau khổ và dằn vặt suốt cả quãng đời còn lại. Cho nên, nếu muốn tích âm đức cho mình, nhất định phải xóa tan cơn nóng giận trong lòng. 2. Lòng dạ hẹp hòi. Đạo Phật dạy rằng, lòng dạ lớn bao nhiêu thì phúc đức lớn bấy nhiêu. Tâm địa của một người càng bao dung, rộng mở thì nhận về càng nhiều tốt đẹp của thế gian. Nhưng nếu tâm địa hẹp hòi, làm việc gì cũng luôn ích kỷ, chỉ nghĩ cách tư lợi cho bản thân, so đo tính toán chi li
thì phúc báo sẽ dần dần tiêu hao hết. Những người như vậy sẽ càng sống càng chìm sâu trong khổ đau, mãi không thể thoát khỏi bể khổ. Bởi lòng dạ hẹp hòi chính là nguyên nhân của mọi phiền não trên đời này. Vốn dĩ, tâm tính của con người luôn thay đổi theo từng hoàn cảnh. Gặp chuyện vừa ý, ta vui vẻ, hứng thú, nói cười thoải mái. Gặp việc trắc trở, lòng ta nổi gió, nổi sóng, đến mức bình tĩnh. Nhẹ thì giữ trong tâm, mà nặng thì giải tỏa bằng lời nói, hành động, sẵn sàng làm tổn thương người bên cạnh. Mà người nghe được không phải ai cũng biết nhường nhịn ta. Gặp kẻ tiểu nhân lòng dạ hẹp hòi thì ắt sẽ ghi hận, tìm cách gây khó dễ, cản trở ta hết việc này đến việc khác. Như vậy chẳng khác nào tự mua dây buộc mình. Kỳ thực, trong cõi hồng trần này, những việc không được như ý chiếm đến 8-9 phần. Nếu như chỉ gặp phải một chút khó khăn, trở ngại, mà cảm thấy chán ghét mọi người, oán hận người khác, thì chính là lòng dạ của chúng ta quá hẹp hòi, tầm lượng quá nhỏ. Một người, nếu như có thể mở rộng tấm lòng của mình, thì tâm linh mới có thể thăng hoa. Nếu có thể bao dung hết thảy, tiếp nhận hết thảy, chỉ có người như vậy mới có thể thực sự sống nhàn tản, dẹp bỏ mọi phiền não, làm được từ bi thực sự và đạt được trí tuệ chân chính. Tâm lượng, lòng dạ càng rộng mở thì phiền não càng nhẹ. Tâm lượng càng nhỏ, lòng dạ càng hẹp thì phiền não càng nặng. Người có lòng dạ nhỏ hẹp thông thường sẽ không bao dung, không yêu thương nổi và cũng không tiếp nhận được khuyết điểm của người khác. Những người như vậy nhìn đâu cũng chỉ thấy tiêu cực, bỏ qua rất nhiều giá trị tốt đẹp mà cuộc sống ban tặng. Mọi sự trong thế gian quả thực khó có thể vừa lòng đẹp ý tất cả mọi người. Bởi vậy không cần phải lúc nào cũng tính toán, so đo. Thay vào đó, khi gặp sự tình không thuận thì phải nhìn được mặt thuận, mặt tốt của nó. Thế gian này, có được thì có mất, có mất thì rồi sẽ có được cái khác. Cho nên chớ nên tức giận, càng không cần tranh giành, đấu đá nhau làm chi cho mất công. Người ta chỉ có thể phóng đại được tâm lượng của mình khi biết nhẫn nại, kiềm chế. Trong cuộc sống, hết thảy mọi việc phát sinh đều có hai mặt chính và phản. Những khó khăn, ngăn trở tạm thời sẽ là bậc thang cho những thành công trong tương lai. Những cực khổ của ngày hôm nay nhất định có thể trở thành những huy hoàng sau này. Một người nếu muốn đạt được thành công thực sự trong cuộc đời, nhất định phải nhẫn nhịn chịu khổ, mở rộng tấm lòng. Người có tâm lượng lớn, tấm lòng rộng mở, ắt là người tài năng, đức độ và nhận về phúc báo sâu dày, được người người xem trọng. Ngược lại, người lòng dạ hẹp hòi, luôn tính toán chi li từng tí, sẽ chỉ càng khiến âm đức ngày càng hao tổn, cuộc đời thêm gập ghềnh trúc trắc là điều tất yếu. 3. Gieo khẩu nghiệp, ác ngữ. Nói chuyện, ta phải chọn lời hay ý đẹp, nói những lời tốt đời đẹp đạo, mê mông có phúc báo. Còn người thường xuyên nói những lời ác độc, giận dữ, nạt nộ, coi khinh người khác, tức là đang tự làm tổn hao âm đức của mình. Đức Phật dạy rằng, những việc ác con người làm ra đều do xuất phát từ thân, khẩu, ý của mỗi người. Thân có ba điều là sát sinh, trộm cướp, tà dâm. Ý cũng có ba điều là tham, sân, si. Nhưng khẩu có bốn điều, đó chính là nói ác, nói dối, nói thêu dệt, nói đâm thọc. Chỉ có miệng là chiếm bốn điều ác trong 10 điều ác. Từ đó, chúng ta đủ thấy lời nói tạo ác nhiều như thế nào. Cho nên, chúng ta tu hành, ngoài sửa thân nghiệp và ý nghiệp, còn phải đặc biệt chú ý khẩu nghiệp. Giáo lý nhà Phật dạy rằng, khẩu nghiệp là một trong những nghiệp nặng nề nhất mà một người có thể tạo ra. Vết thương bạn gây ra trên thân thể người khác còn có ngày lành, còn vết thương gây ra do lời nói
thì chẳng biết khi nào mới lành lặn được. Người xưa cho rằng, nói những điều xấu về người khác là làm tổn thương đến hòa khí giữa trời, đất và người, chiêu mời tai họa giáng xuống. Một câu nói thiện ấm ba đông, lời ác lạnh người sáu tháng rồng. Những lời nói châm chọc, nói móc, chế nhạo, phỉ báng, vũ nhục người khác tựa như một nhát dao sắc đâm vào tâm can người nghe, mang đến thương tổn không gì phản hồi được, đồng thời cũng làm tổn hại âm đức của bản thân. Theo lời Phật dạy về khẩu nghiệp, lời nói ác ngữ gây khẩu nghiệp là một loại tội, lỗi mà một người bình thường dễ phạm phải nhất. Chính vì thế mà người xưa mới có câu uống lưỡi 7 lần trước khi nói, hay họa từ miệng mà ra. Số mệnh của một người tốt hay không, xem người đó có nhiều khẩu nghiệp hay không là biết. Vì vậy, tránh vướng khẩu nghiệp đối với sinh mệnh mỗi người rất quan trọng. 4. Không tin vào nhân quả. Khi nói đến luật nhân quả, nhiều người sẽ cho rằng đây là một khái niệm mê tín. Cũng có người cho rằng nhân quả là khái niệm mơ hồ, không có thật của Phật giáo. Với những người vô thần, nhân quả báo ứng chỉ là điều viển vông. Nhân quả nghĩa là nghiệp nhân quả báo. Nhân tức là nguyên nhân hay nhân duyên. Quả là kết quả hay quả báo. Trong kinh nhà Phật có nói, nhân duyên hội ngộ thời, quả báo hoàng tự thọ. Tức những việc ta đã làm, dù trải qua trăm ngàn kiếp cũng không mất đi, chỉ chờ đủ nhân duyên, cái quả ta sẽ tự nhận lấy. Trong kinh Niết Bàn cũng có dạy, thiện ác chi báo như ảnh tùy hình, tam thế nhân quả tuần hoàn bất thất. Câu này có nghĩa là quả báo lành dữ như bóng theo hình, nhân quả trong ba đời xoay vần không mất. Cách bạn đối xử với thế giới này ra sao, thế giới cũng sẽ hồi đáp lại bạn tương tự. Nhân quả là định luật căn bản xuyên suốt quá trình thành trụ hoại diệt của tất cả chúng sinh từ đời này sang đời khác, cho đến vũ trụ vạn vật cũng không phải tuần hành biến dịch một cách ngẫu nhiên, vô lý, mà luôn tuân theo định luật nhân quả. Mọi việc trên thế gian đều tồn tại nhân quả, tiền nhân hậu quả. Nhân quả không do bất cứ người nào, đấng thần linh nào quy định hay chế tạo ra, mà là một quy luật tồn tại khách quan, âm thầm, lặng lẽ, nhưng luôn đúng đắn, chính xác, hiệu quả rõ ràng. Khi con người không tin nhân quả, không tin tội phước, không tin có đời sống kế tiếp, thì họ sẽ làm bất cứ điều gì họ mong muốn, không có điều gì ràng buộc hành vi của bản thân. Việc gì cũng dám làm thì rất dễ tạo nghiệp xấu. Đừng nghĩ rằng những việc mình đã làm không có ai chứng kiến thì thần không biết, quỷ không hay. Thực ra, mỗi một việc thiện mà bạn làm sẽ trở thành phúc báo sau này cho bạn. Mỗi việc ác mà bạn làm sẽ trở thành quả báo, nghiệp báo mà bạn phải gánh vác trong tương lai. Nhân quả không chừa một ai, chẳng người nào có thể tránh được nhân quả báo ứng. Mỗi một hành động của con người cuối cùng đều sẽ gieo nhân nào gặt quả nấy. Tin nhân quả làm chúng ta an tâm. Sự hợp lý, trật tự, ý nghĩa của xã hội là do mỗi người nhận thức được và sống theo nhân quả. Và mọi lộn xộn, thậm chí hỗn loạn của đời sống một cá nhân hay của xã hội đều là do thiếu nhận thức về nhân quả và không tin, không sống theo nhân quả. 5. Bất hiếu với cha mẹ. Bất hiếu với cha mẹ cũng là một trong những hành vi tiêu hao âm đức mỗi ngày hàng đầu mà chúng ta phải tuyệt đối tránh phạm phải. Theo lời Phật dạy, cha mẹ là phúc đức lớn nhất của chúng ta trên đời này. Hiếu thảo với đấng sinh thành có thể nhận được phúc lành vô cùng to lớn. Còn bất hiếu với cha mẹ sẽ làm suy giảm âm đức trầm trọng. Cổ ngữ nói, bách thiện hiếu vi tiên. Trong trăm cái thiện thì hiếu kính cha mẹ là đứng đầu. Hành thiện tích đức, trước hết phải hiếu kính cha mẹ.
hiếu kính với cha mẹ là đạo lý hiển nhiên của người con. Đó không chỉ là bổn phận, mà còn là cách bồi đắp phúc báo của chính bản thân mình. Con người dù sinh ra trong cảnh bần cùng hay gia đình giàu có, nếu có tấm lòng tôn kính và hiếu nghĩa với cha mẹ, người lớn tuổi, thì như là tích phúc báo cho mình. Người tử tế sẽ không bao giờ đối xử tệ bạc với cha mẹ mình. Họ có thể đối xử tệ bạc với bản thân, nhưng vì họ lương thiện nên sẽ luôn biết cách làm sao để tích âm đức và tạo phúc cho con cháu. Người hiếu thảo có thể làm gương cho con cái. Họ có thể cho con cái cảm nhận được sự hòa thuận, đầm ấm của gia đình, để con cái cũng trở thành người hiếu thảo. Nề nếp và phong tốt được truyền từ đời này sang đời khác. Lòng hiếu thảo làm ấm lòng người. Từ đó, phúc đức được tích lũy từ đời này sẽ lưu truyền cho các đời sau, còn cháu được hưởng ấm no sung túc. Một người ngỗ ngược với cha mẹ thì đó chính là bất hiếu, chắc chắn sẽ tổn hao phúc đức của bản thân, khiến sự nghiệp sa sút, gia đình không hòa thuận, làm việc gì cũng gặp nhiều khó khăn phiền toái. Bởi bất hiếu chính là nguyên nhân dẫn tới ác nghiệp lớn nhất. 6. Phạm tội tà dâm ngoại tình. Người xưa có câu vạn ác dâm vi thủ, nghĩa là trong vạn cái ác thì tà dâm đứng đầu. Chính vì thế mà tội nghiệp nó để lại cũng không nhẹ chút nào. Sự lạc thú từ tội tà dâm chỉ là nhất thời, nhưng tội nghiệp mang lại thì thật to như núi. Một người có mệnh phú quý, nhưng một khi mắc phải tội tà dâm thì có thể trở nên khốn khổ, lao đao suốt cuộc đời. Một người có mệnh được hưởng phúc thọ, nhưng nếu phạm tội tà dâm thì có thể bệnh tật triền miên. Trong kinh có viết, tập cận dục thời, vô ác bất tạo, thọ bỉ quả thời, vô khổ bất thọ. Câu này có nghĩa là, trong khi gần ái dục, không tội ác nào chẳng tạo tác. Đến khi thọ quả báo của ái dục, không thống khổ nào chẳng lãnh thọ. Còn người ta, chỉ một niệm dâm dục sẽ dẫn khởi nhiều ác niệm, làm ra những chuyện không còn liêm sĩ, thương thiên hại lý, đi ngược với luân thường đạo lý. Các loại ác nghiệp cũng từ đó mà sinh ra. Bên cạnh tội tà dâm, ngoại tình cũng sẽ làm tiêu hao âm đức nghiêm trọng. Ngoại tình là nguyên nhân của mọi tệ nạn. Những người thường xuyên ngoại tình sẽ gặp rắc rối, bệnh tật, hôn nhân và gia đình tan nát. Những tai họa này là hậu quả xấu của việc ngoại tình. Cổ nhân cho rằng, hễ phạm tội tà dâm hay ngoại tình đã là tạo nghiệp chồng chất, từ đó mà tổn hao phúc báo. Con đường nhân sinh cũng vì vậy mà gặp nhiều trắc trở. Nếu bạn muốn tích âm đức cho bản thân và con cháu đời sau, bạn phải tránh xa ngoại tình. 7. Ăn trộm, ăn cắp. Kinh Phật nói, trộm cắp sẽ gặp hai quả báo. Một là nghèo khó, hai là có tiền mà không được hưởng. Trộm cắp vốn là khái niệm rộng. Chỉ cần bạn chiếm hữu những thứ không phải là của mình làm ra, thì đều được xem là hành vi trộm cắp. Phật dạy, trộm cắp là nghiệp cần phải tránh xa. Nếu tâm trộm cắp sẽ phải gánh nghiệp khôn lường. Hành vi này không chỉ khiến cuộc đời mất đi phúc đức, gia sản tiêu tán, mà con cháu đời sau cũng sẽ phải chịu quả báo nặng nề. Quả báo của tội trộm cướp, nặng thì nghèo cùng vô số kiếp, hoặc làm thân súc vật để đền trả cho người. Nhẹ thì ruộng vườn, nhà cửa, tài sản bị thiên tai lũ lụt, hỏa hoạn, sóng thần, động đất phá hủy. Tham lam muốn chiếm lấy của người, làm của riêng mình là do thói quen lười biếng, làm ít mà muốn hưởng thụ nhiều, là nguyên nhân dẫn đến nghèo cùng khốn khổ trong hiện tại và mai sau. Có biết bao người đau khổ vì bị mất của, bị lừa đảo mà túng quẫn dẫn đến tự sát. Làm người hãy biết sống trong sạch, liêm chính để tạo phúc cho đời sau. Bởi trộm cắp không chỉ khiến âm đức tổn hao nghiêm trọng, cuộc đời đi đến kết cục nghèo khó, thảm hại. Ngược lại,
một người thường xuyên bố thí sẽ tích được âm đức sâu dày, chiều tới toàn là thiện quả phú quý và bình an. 8. Sát sinh và hại người. Trong hết thảy tội nghiệp, thì sát sinh là một trong những hành vi tiêu hao âm đức lớn nhất, mà nặng nhất chính là sát hại người. Giết các động vật thông thường cũng sẽ tạo nghiệp. Trong Phật giáo có 5 giới cơ bản, đó là sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối và uống rượu. Trong đó, sát sinh là giới cấm đứng đầu. Sinh mệnh nào cũng đều mong muốn được sống và sợ cái chết. Nếu một người bởi vì tư dục mà tạo nghiệp sát sinh, giết hại chúng sinh, thì không chỉ khiến cho bản thân mất dần tâm từ bi, lòng nhân ái, mà còn làm hao tổn âm đức của chính bản thân mình. Có thể mua thịt ăn, nhưng giết chết các sinh vật còn sống làm thức ăn sẽ hao tổn phúc thọ. Người thỉnh thoảng sát sinh, cơ thể thường ốm yếu nhiều bệnh, tuổi thọ ngắn, cuộc sống bần cùng, tướng mạo xấu xí, oán khí rất nặng. Trên đời này, mỗi sinh mệnh đều có nhân duyên riêng. Người thường xuyên sát sinh thì chắc chắn sẽ đánh mất đi duyên kỳ ngộ trong cuộc sống. Lúc đó, bao nhiêu tài lộc, phú quý cũng sẽ rời đi. Đạo Phật cho rằng, trong tất cả các tội lỗi, tội hại người là nặng nhất. Hại người sẽ mang lại hai hậu quả xấu xa. Thứ nhất, phúc thọ ngắn ngủi. Thứ hai, nhiều bệnh tật. Đời người, ai rồi cũng khó tránh khỏi việc va chạm hay làm tổn thương người này, người kia. Có đôi khi việc làm hại người khác là việc vô ý, nhưng cũng có khi là vì tâm tình không tốt mà cố ý làm như vậy. Thế nhưng, xét đúng nghĩa về phúc đức, theo nhân quả báo ứng thì có một số người bạn nhất định không được làm hại họ. Và muốn tích âm đức thì việc đầu tiên cần làm là không hại người khác. Người dùng tài năng làm việc thiện sẽ tích được đại đức, phú quý muôn đời. Nhưng nếu dùng nó để làm việc xấu, từ đó tổn hại âm đức, bệnh đoản mà gia tộc cũng có thể tiêu vong. Cho nên, có người đã so sánh cây bút của văn nhân và y thuật của thầy thuốc. Thiện dùng thì có thể cứu người, ác ý thì có thể giết người, mà giết người thì phải đền mạng. Đây là thiên lý, cho nên những người mệnh yếu là có liên quan tới những việc xấu đã làm trong quá khứ. 9. Tham lam vô độ. Nếu một người quá tham lam mà không biết đủ, không biết hài lòng với những gì mình đang có, thì cũng sẽ làm hao mòn âm đức. Phật dạy rằng, nguồn cội của mọi khổ đau trên đời đều từ ba việc mà ra: tham, sân, si. Trong đó tham đứng hàng đầu, là cội rễ của mọi tai họa. Tuy nhiên, phàm là con người ở đời, ai cũng có lòng tham. Từ chữ tham mới nổi lên sân hận, mới khiến con người si mê u tối, từ đó gây nên nghiệp ác. Thế nhưng, tham lam không phải là bản chất của con người. Nhân chi sơ, tính bổn thiện. Con người sinh ra thuần khiết như tờ giấy trắng, trái tim thuần hậu và thiện lương. Lòng tham lớn dần lên theo năm tháng, qua những bể dâu mà mỗi người gặp phải. Người không biết tiết chế lòng tham, thì lòng tham cứ lớn dần mãi lên, đưa lối dẫn đường đến những hành động sai trái. Phật nói, lòng tham càng lớn, phúc đức lại càng tiêu tán. Bởi lòng tham thường đi liền với ác. Người tham muốn đoạt được thứ mình muốn, lại sinh làm điều ác để thỏa mãn cho mình. Thực tế, sự giàu có không đến từ việc tham lam vơ vét mọi thứ quanh mình, hay keo kiệt bo bo giữ của không muốn cho ai. Ngược lại, keo kiệt và tham lam còn khiến cho cái nghèo, cái khó cứ mãi đeo đuổi chúng ta. Không làm việc thiện thì phúc báo khó mà có được. Không biết thông cảm và giúp đỡ mọi người thì nhân duyên cũng theo đó mà sa sút. Chẳng những không thành công trong sự nghiệp mà còn khó có được hạnh phúc trong đời. Chẳng có tiền bạc nào là vĩnh cửu,
người chết đi cũng chẳng thể mang theo bạc tiền. Tuy lòng tham khi được thỏa mãn có thể mang lại sự vui vẻ, sung sướng nhất thời, nhưng xét kỹ về hậu vận thì người có những tính xấu trên khó có được phúc lành. 10. Tổn hại đến sức khỏe. Những hành vi làm tổn hại đến sức khỏe của bạn cũng sẽ làm suy giảm âm đức của bạn. Sức khỏe thể chất mà tạo hóa ban tặng cho mỗi người từ khi sinh ra chính là phúc đức lớn nhất trong đời. Nếu không biết quý trọng thân thể, thường xuyên làm tổn hại thân thể, thường xuyên ăn ngủ không đúng giờ, sinh hoạt bừa bãi, âm đức của bạn sẽ dần tiêu hao, mài mòn. Cơ thể đổ bệnh cho thấy phúc báo hao tổn quá nhiều. Muốn tích thêm phúc khí thì phải học cách nâng niu thân thể, ăn ngủ, vận động thường xuyên hơn. Đây cũng là một cách để tích lũy phước lành cho bản thân. Con người sinh ra như tờ giấy trắng, sống thiện thì thành người thiện, sống ác thì thành người ác. Bởi vậy, Phật dạy phải tu tâm hằng ngày, hàng giờ để sửa mình, cố gắng trở thành người thiện, tu được nghiệp lành. Người ta đấu đá, tranh giành, so bì, tị nạnh lẫn nhau, rút cuộc là vì thứ gì? Bởi đời người ngắn lắm, mấy chục năm tưởng dài mà trôi nhanh như cái chớp mắt. Về với cát bụi rồi, thứ mang theo chỉ có tội hoặc phúc. Cho nên, nhất định phải tìm cách tích đức hành thiện mỗi ngày. Đặc biệt là tránh xa những hành vi tiêu hao âm đức mỗi ngày như trên. Hãy là một người sống chan hòa, không hại người và giúp đỡ người khác.